Chào quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình thị xã Điện Bàn, phát trình sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Trong thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo thăm tặng quà các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn thị xã. Kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thị xã. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phan Việt Cường, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam, vừa đến kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch COVID-19 và động viên cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát ở xã Điền Hòa và phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, nơi giáp ranh với thành phố Đà Nẵng. Tại các điểm kiểm tra thuộc các chốt kiểm soát dịch COVID-19 phường Điện Ngọc và xã Điền Hòa, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, mặc dù trong thời gian cả nước nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, cũng như điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt, nhưng các cán bộ chiến sĩ trên địa bàn tỉnh nói chung và các điểm chốt chặn kiểm soát khu vực giáp ranh với thành phố Đà Nẵng nói riêng vẫn ngày đêm không quản ngại khó khăn, cùng tham gia chốt chặn, góp sức cho công tác đảm bảo phòng chống dịch bệnh. Đồng chí Phan Việt Cường lưu ý, bên cạnh siết chặt công tác kiểm soát tại chỗ, các lực lượng cần tăng cường tuần tra kiểm soát và quản lý địa bàn, không để người dân từ thành phố Đà Nẵng trở về, không đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh. Đoàn lãnh đạo thị xã Điện Bàn do Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã Đặng Hữu Lên và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Trần Úc vừa đến thăm tặng quà các chốt kiểm soát dịch của tỉnh Quảng Nam và thị xã Điện Bàn. Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo thị xã Điện Bàn thăm hỏi tình hình sức khỏe của lực lượng làm việc tại chốt, đồng thời chúc các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, đội ngũ cán bộ nhân viên y tế, lực lượng tình nguyện tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo thị xã đánh giá cao sự nỗ lực, trách nhiệm của từng cán bộ chiến sĩ, cán bộ nhân viên y tế, lực lượng tình nguyện tại các chốt kiểm soát dịch bệnh, luôn cố gắng hết mình, không quản ngại khó khăn vất vả, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã suốt trong nhiều tháng qua. Dịp này, đoàn lãnh đạo thị xã đã trao tặng mỗi chốt một phần quà từ 2 đến 4 triệu đồng tiền mặt để động viên cho lực lượng đang làm nhiệm vụ tại chốt. Hội đồng Nhân dân thị xã Điện Bàn khóa 13 nhiệm kỳ 2021-2026 vừa tổ chức kỳ họp lần thứ 3, kỳ họp chuyên đề. Tại kỳ họp, Ủy ban Nhân dân thị xã thông qua các tờ trình về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án, điều chỉnh chương trình phát triển đô thị, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trang bị hộp loa FM sang đầu tư thiết bị truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông. Các đại biểu thảo luận chung về các vấn đề liên quan. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã và các ngành cũng đã phát biểu giải trình làm rõ những nội dung còn vướng mắc trong các tờ trình được thông qua tại kỳ họp. Với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thị xã Điện Bàn khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tập trung thảo luận và thông qua 11 nghị quyết về điều chỉnh chương trình phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới, nghị quyết về đề nghị bổ sung danh mục đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đợt 3 và một số nghị quyết chuyên đề khác. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân ở các địa phương trên địa bàn thị xã Điện Bàn đang tập trung thu hoạch lúa hè thu đang chín rộ. Vụ hè thu này, thị xã Điện Bàn gieo trồng 5.419 ha, tăng hơn 70 ha so với vụ hè thu năm trước. Trong đó, diện tích sản xuất lúa giống có 235 ha, tập trung tại các xã Điện Phước, Điện Thọ, Điện Hồng. Mặc dù cuối vụ gặp nhiều bất lợi do thời tiết, nước mặn xâm nhập, nhưng năng suất lúa ở Điện Bàn đạt bình quân 58 tạ trên 1 ha. Tranh thủ lúa chín đến đâu, nông dân trên địa bàn thị xã khẩn trương thu hoạch đến đó. Để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch COVID-19, các địa phương cũng đã tuyên truyền vận động bà con khi ra đồng phải đeo khẩu trang, không tập trung đông người. Các hợp tác xã nông nghiệp còn hỗ trợ người dân vận chuyển lúa từ đồng về nhà, sấy lúa giúp nông dân khi thời tiết xấu.
Bảo hiểm xã hội thị xã Điện Bàn vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2021-2022. Trong năm học qua, thị xã có gần 39.700 học sinh tham gia bảo hiểm y tế, đạt gần 99%. Trong đó có 16 trên 61 đơn vị trường học có tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế là 100%. Năm học 2021-2022, Bảo hiểm xã hội thị xã tiếp tục làm tốt công tác nghiệp vụ chuyên môn, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền với những nội dung hình thức phong phú để phụ huynh hiểu và thấy được ý nghĩa mục đích của chính sách bảo hiểm y tế, quyết tâm đạt 100% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Thưa quý vị và các bạn, kể từ 0 giờ ngày 4 tháng 9 năm 2021, Điện Bàn đã kết thúc thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị số 16 ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thị xã. Tuy nhiên, là địa phương giáp tranh với thành phố Đà Nẵng, nơi xuất hiện nhiều ca dương tính với COVID-19 trong cộng đồng, nên Điện Bàn vẫn không lơ là mất cảnh giác, tiếp tục siết chặt các biện pháp phòng chống dịch. Với phương châm quyết liệt, khẩn trương, không lơ là, chủ quan, không mất cảnh giác trong phòng chống dịch, nhất là sau khi gỡ bỏ cách ly, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã Điện Bàn vẫn tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo các ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại 20 xã phường, triển khai các biện pháp quyết liệt, chủ động, phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của cấp trên. Là đơn vị có tuyến đầu tham gia phòng chống dịch, nếu phát hiện các trường hợp nghi nhiễm sau khi gỡ bỏ cách ly, Trung tâm Y tế thị xã sẽ tiến hành ngay công tác truy vết và đưa các trường hợp F0, F1 vào khu điều trị, khu cách ly tập trung, bất kể ngày đêm. Khi phát hiện F0 tại cộng đồng thì chúng ta kích hoạt ngay trong thời điểm khi phát hiện F0, truy vết toàn bộ, dù đêm hôm khuya sớm, bất cứ 1, 2, 3 giờ sáng. Dù gỡ bỏ cách ly theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 4 tháng 9, nhưng thị xã Điện Bàn tiếp tục tạm dừng các hoạt động sau cho đến khi có thông báo mới. Cụ thể, dịch vụ ăn uống chỉ được bán mang về, tạm dừng dịch vụ Internet, game, karaoke, vũ trường, massage, rạp chiếu phim, bida, cơ sở spa, tập gym, yoga, các điểm kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí, bãi tắm biển, các hồ bơi, các hoạt động thể thao, lễ hội, hội diễn, lễ kỷ niệm, triển lãm, hội thảo, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, tập trung trên 20 người, nghiêm cấm hộp chợ tự phát, chợ tạm, chợ cóc, người bán hàng rong, bán vé số. Ủy ban thị xã đã chỉ đạo công an thị xã thành lập các tổ kiểm tra lưu động và thường xuyên đi kiểm tra tại các địa bàn trọng điểm phức tạp. Đồng thời yêu cầu ủy ban các xã phường cũng thành lập các tổ kiểm tra giám sát, xử lý những cái trường hợp mà ra đường không có lý do chính đáng, không thật sự cần thiết, theo đúng cái tinh thần chỉ đạo của ủy ban nhân thị xã để thực hiện tốt cái việc giãn cách xã hội. Với những giải pháp quyết liệt, khẩn trương, thị xã Điện Bàn đang nỗ lực cùng với các địa phương trong tỉnh Quảng Nam phấn đấu đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân và góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, không vì mục đích lợi nhuận, do nhà nước tổ chức thực hiện, với mong muốn toàn dân tham gia để bảo vệ sức khỏe, chia sẻ rủi ro bệnh tật và giảm bớt gánh nặng tài chính cho mọi người khi ốm đau, bệnh tật, tai nạn nhằm đảm bảo an sinh xã hội. Với mức đóng bảo hiểm y tế không cao, nhưng khi không may mắc bệnh, kể cả bệnh hiểm nghèo hay tai nạn, người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được khám chữa bệnh chu đáo với mức tỷ lệ chi trả 80%, 95% hay 100% tùy theo nhóm người tham gia. Hai trường hợp sau đây sẽ làm đầy đủ hơn về mục đích ý nghĩa của bảo hiểm y tế. Nhờ tham gia bảo hiểm y tế, nhiều trường hợp không may bị tai nạn, ốm đau đã vượt qua được giai đoạn khó khăn khi được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả các chi phí khám chữa bệnh và điều trị bệnh. Cụ thể như trường hợp của ông Trần Hữu Vinh, trú tại khu phố Phong Nhất, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, đã được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 7 năm 2021 lên đến 277 triệu đồng. Ông Vinh được chẩn đoán bị đa u tủy xương cùng với các bệnh lý khác như viêm dạ dày, tăng huyết áp. Ông Vinh cho biết, với căn bệnh này,
ông phải thường xuyên khám chữa bệnh nội trú tại các bệnh viện tuyến trên. Do đó, chi phí khám chữa bệnh của ông Vinh rất cao. Nếu không có bảo hiểm y tế, thì gia đình không biết phải xoay sở chi phí nào để lo cho ông Vinh chữa trị. Ông Vinh tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình từ tháng 9 năm 2014. Trong suốt thời gian đó, nhờ có thẻ bảo hiểm y tế, ông Vinh được khám chữa bệnh ở các cơ sở khám chữa bệnh với tỷ lệ bảo hiểm y tế thanh toán là 80%. Thì nếu bệnh của cháu đau tại trường này, đau tại trường này mà không có bảo hiểm, không mua bảo hiểm thì không đủ khả năng để mà chữa bệnh. Bởi vì trong một đợt đây là 7 ngày có, 5 ngày có. Mà nếu mà trong thời gian mà 5 ngày là 25 triệu nếu không có bảo hiểm. Từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 7 năm 2021, ông Vinh đã khám ngoại trú và điều trị nội trú nhiều lần ở nhiều cơ sở khám chữa bệnh như Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam, Trung tâm Y tế Thị xã Điện Bàn, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, Bệnh viện Đà Nẵng với tổng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với mức hưởng là 240 triệu đồng. Do tham gia bảo hiểm y tế trên 5 năm liên tục với mức chi phí đồng chi trả 20% vượt quá 6 tháng lương cơ sở, nên ông Trần Hữu Vinh đã được bảo hiểm y tế thanh toán số tiền tiếp theo là hơn 37 triệu đồng. Như vậy, trong 7 tháng, ông Vinh được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán tổng cộng hơn 277 triệu đồng. Một trường hợp khác là trường hợp của ông Trần Văn Đức, trú tại phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn. Hôm chúng tôi đến, ông Đức đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ông Đức bị căn bệnh mãn tính về phổi, cùng với nhiều chẩn đoán bệnh khác. Từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 4 năm 2021, ông Đức đã phải nhập viện điều trị căn bệnh mắc phải ở Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức với tổng chi phí điều trị lên đến 220 triệu đồng. Vợ ông Đức tâm sự, bảo hiểm y tế chính là chiếc phao cứu sinh của gia đình tôi. Nhờ có thẻ bảo hiểm y tế, chồng tôi mới may mắn sống được đến ngày hôm nay. Bởi vì bệnh của cháu là bác sĩ nói là tính không tính bằng ngày, bằng tháng mà tính bằng năm. Cho nên là nhờ bảo hiểm y tế mà đỡ cho cái chi phí của gia đình. Với những ý nghĩa thiết thực này, việc tham gia bảo hiểm y tế là một trong những việc cần làm ngay. Không chỉ được bảo vệ chăm sóc sức khỏe mà còn được chia sẻ gánh nặng tài chính. Với ý nghĩa đó, mọi người hãy tích cực tham gia bảo hiểm y tế để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng, vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc của bản thân và gia đình. Quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình truyền hình thị xã Điện Bàn phát trên sóng của Đài Phát thanh Truyền Quảng Nam. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.